Ê, xin chào, chào các bạn đã quay trở lại với tập Văn Bàn Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta có một cái deal rất hay của một đôi Jordan 1. Đây là đôi Jordan 1 Smoke Grey V3, một đôi giày mà nó đã từng có mức giá lên tới từ 8 cho đến 10 triệu. Nếu như bây giờ các bạn search đôi này trên Google, các bạn vẫn có thể thấy được những cái giá đó ở trong những cái shop khác. Nhưng ngày hôm nay tại tập Văn Bàn Kỳ, chúng mình sẽ có thể order nó cho các bạn với mức giá chỉ là 3.200.000. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, 3.200.000 nhá. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như các bạn may mắn xem được video này, các bạn hãy comment xuống bên dưới là tôi mua deal này, rồi chụp ảnh màn hình lại, gửi vào fanpage cho chúng mình, thì chúng mình sẽ giảm thêm cho các bạn là 200.000 nữa. Giá chỉ còn có 2.999.000, tức là 3 triệu thôi. Quá rẻ, 3 triệu cho một đôi giày mà nó đã từng có mức giá là 10 triệu. Thậm chí là các bạn mua về không đi, các bạn để nguyên trong hộp, các bạn đầu cơ, có khi một thời gian sau nó lại up giá lên, các bạn bán đi lại được giá cao hơn đấy. Ok, thì vậy thì với 3 triệu cho đôi giày này, chúng ta sẽ có cái gì? Đây là một đôi giày có tông màu chủ đạo là đen và trắng. Và mình thấy rằng đây là một trong những đôi Jordan 1 có cái màu đen chủ đạo đẹp nhất. Cái màu sắc ở trên đôi giày này nó rất là hài hòa. Nó sẽ là những sự kết hợp giữa màu đen, màu trắng và màu xám. Một chút màu xám thôi. Đặc biệt là cái màu đen ở đây, nó là màu đen rất là sâu. Nó là màu đen của da, một cái chất da theo dạng bóng. Nhưng cái độ bóng nó rất là vừa phải. Nó không kiểu bị bóng lộn quá để mình đi mình bị khó hay là cảm giác nhìn vào nó bị khó chịu. Và đặc biệt là cái màu đen ở đây nó còn xuất hiện ở cái phần lưỡi gà và dây giày nữa. Lưỡi gà ở đây thì là vải mesh, còn dây giày thì là vải bình thường. Thì các cái màu đen ở các cái loại chất liệu khác nhau, ở các bộ phận khác nhau như thế này, thì nó lại có một cái sắc độ thay đổi đôi chút. Thì nó tạo ra một cái texture cũng như là một cái điểm nhìn cho cái đôi giày này nó trở nên thú vị hơn. Nó không bị kiểu đen hun hút giống hệt nhau thì nó bị chán. Rồi, nói thêm về chất liệu của đôi giày này thì đây là một đôi giày mình đánh giá rất cao. Cái da của nó như đã nói thì đây là một cái da nó khá là căng. Nó sẽ không quá bóng mà màu sắc nó ở một cái độ rất là vừa phải. Một đôi giày rất là dễ đi các bạn nhá. Và cái da này nó cũng có độ dày vừa đủ. Khi mình sờ mình thấy cực kỳ là dày dặn và cũng êm tay. Một cái chất da mà nếu như các bạn trong quá trình sử dụng, nếu như đôi giày nó bị crease, nó bị gãy mũi đi chăng nữa, thì cái cảm giác khi nhìn vào thì nó cũng không hề bị quá là lộ liễu, nó cũng không hề bị quá tệ một tí nào. Nói chung là đôi này đi bền bỉ rất ok các bạn nhá. Cái chất da ở đây thì cả màu đen và màu trắng thì nó gần như là tương tự nhau. Mà nói thêm về cái phần màu xám này, thật ra đây nó là loại da nubuck. Nubuck là loại da mà nó được xử lý để chúng ta sờ vào cảm giác nó rất là mịn màng ở tay. Và cái màu sắc nó lên cũng rất là đẹp. Một màu xám rất hợp lý ở trong một đôi giày trắng đen như thế này. Đó, và màu xám thì nó sẽ không chỉ xuất hiện ở cái phần spud này, mà nó sẽ còn có thêm ở cái phần viền bao quanh cổ chân của chúng ta và cái phần đầu lưỡi gà trên này nữa. Và cả logo Jumpman ở trên lưỡi gà cũng là màu xám. Nhìn chung đây là một đôi giày mà nó sẽ đẹp ở mọi điểm nhìn. À, sau gót này cũng màu xám các bạn nhá. Đó, một đôi giày dễ đi. Thật sự là đôi giày này rất là dễ đi các bạn. Ở trong bất cứ một độ tuổi nào đều có thể đi được, kể cả các bạn đang học sinh hay là các bạn là những người trưởng thành đi làm rồi cũng rất là ok nhá. Đó là về bên ngoài của đôi giày, còn ở bên trong của nó thì chúng ta sẽ được bọc vải mesh. Nó sẽ là một cái loại chất liệu rất là phù hợp cho những ngày hè sắp tới, mùa nóng sắp đến rồi. Và với việc một đôi giày bọc vải mesh ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái độ thoáng rất lớn để đi, nó được thoải mái cái đôi chân, nó không bị bí bách các bạn nhá. Cái tầm này mà đi đôi nào bọc da ở bên trong thì có lẽ là hơi ngốt, thế nên là một đôi nhìn này rất hợp lý. Ok anh em. Cái đôi giày này thì ở bên trong chúng ta sẽ có một cái đệm lót như bình thường thôi. Và cái đệm lót này là đệm lót bằng foam shop, mình cảm thấy nó khá là êm. Tuy nhiên thì nó được gắn khá là chặt ở bên trong thì mình cũng sẽ không cố gắng rút nó ra nữa. Và nói thêm một chút về đế giày thì chúng ta sẽ có một bộ đế giày bằng cao su màu trắng và cái phần outsole màu đen. Và tất nhiên là cái đế giày này nó cũng có công nghệ E ở bên trong. Mình đánh giá đây là một cái đế giày rất là đẹp, đặc biệt là cái outsole này, cái màu đen nó rất là sâu, nhìn nó kiểu bị hút mắt ấy. Tất nhiên là đen sâu như này thì chỉ khi mới chúng ta mới thấy thôi, chứ còn đi xuống đường rồi nó bám bụi vào thì nó cũng sẽ không thấy rõ như này nữa. Nhưng dù sao thì đây cũng là một đôi giày với đánh giá rất cao về mặt màu sắc. Tuy chỉ là đen, trắng và xám thôi, nhưng mà cái sắc độ của nó, quan trọng là cái sắc độ của nó là hợp lý ấy các bạn. Thành ra là đây là một đôi giày rất đáng mua nhá. Và đặc biệt là giá của đôi này hiện tại chỉ còn là 3.200.000 mà thôi. Và các bạn đừng quên là nếu như các bạn comment vào video này là tôi mua điều này và chụp ảnh màn hình lại gửi vào fanpage xuống mình rồi tiến hành order, thì các bạn sẽ được giảm thêm là 200.000 nữa nhá. Thì giá của nó chỉ còn là 3 triệu thôi. Đôi này đã từng có mức giá từ 7, 8, 9, 10 triệu. Bây giờ các bạn search vẫn còn rất nhiều shop bán với mức giá đó. Thế nên 3 triệu chỉ có ở thời điểm này. Mình tin là cái deal này nó sẽ không kéo dài đâu. Nên các bạn nếu như có cash ở trong tay thì hãy mua ngay một đôi nhá. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về đôi Jordan 1 Smoke Grey V3 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.